Ngày 10 tháng 9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đe dọa giết người và tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Xuân Giáp về hành vi tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Trần Phát Đạt và Hồ Hồng Quảng về hành vi tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam nói trên. Bằng các biện pháp điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Khê xác định, tối ngày 19 tháng 8 năm 2022, Lê Xuân Giáp, 38 tuổi, Trần Phát Đạt, 58 tuổi, Hồ Hồng Quảng, 37 tuổi, đều trú tại thị trấn Hương Khê, cùng một số người khác uống rượu tại quán Hương Nhung ở khối 7 thị trấn Hương Khê. Quá trình này, giữa Giáp và Đạt xảy ra xích mít, cãi vã liên quan đến nợ nần tiền bạc. Sau đó Đạt về nhà lấy một khẩu súng ZZ-75 cùng nhiều viên đạn đi đến nhà Giáp. Lúc này, Giáp lấy trong nhà ra một khẩu súng AK đến cạnh Đạt rồi chỉa súng lên trời và bắn liên thanh gây ra 6 tiếng nổ thị uy. Sau đó cả hai người tiếp tục vào nói chuyện nợ nần rồi ra về. Sau khi sự việc xảy ra, để tránh bị phát hiện, các đối tượng đã cất giấu và tẩu tán hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn nhưng ngay sau đó được cơ quan điều tra công an tỉnh hà tĩnh truy tìm thu giữ được hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn lê xuân giáp và trần phát đạt là giám đốc những doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện hương khê riêng trần phát đạt là chủ tịch hội doanh nghiệp huyện hương khê